Một cái điều mà cho đến thời điểm này 2024 rồi mà vẫn rất nhiều anh em chơi âm thanh, kể cả là những em kinh doanh và buôn bán âm thanh, vẫn không biết mà căn chỉnh âm thanh để làm giảm cái chất lượng âm thanh xuống. Và em sẽ chia sẻ thông qua cái cấu hình này cho anh em luôn. Và cái câu chuyện này thì nó không phải là chỉ nằm ở những cái người chơi âm thanh, người sử dụng, dân dùng bình thường, mà nó còn ở những người anh em kinh doanh âm thanh và căn chỉnh theo cái kiểu là truyền thống cách đây rất là nhiều năm rồi. Thì tức là cái kiểu mà căn chỉnh equalizer theo kiểu hình chữ V. Tức là sao? Tức là căn chỉnh theo kiểu hình chữ V, tức là kiểu mà đẩy bass, đẩy chép lên và giảm mid xuống anh em nhé. Và thì theo những cái lời bác chủ của cấu hình Bắc Giang này có chia sẻ, thì khi mà bác ấy chơi những cái thể loại nhạc nhiều, những cái thể loại nhạc khác nhau ấy, thì bác ấy để ý là cứ nghe ở bên ngoài, nghe ở thông qua các cái nền tảng khác, cấu hình khác thì nghe rất là hay. Tuy nhiên khi mang cái nhạc đấy về, cóp nhạc đấy về mà cắm trên, nghe trên trực tiếp, nghe trên cái bộ cấu hình này, thì nghe nó rất là bị kiểu bị thiếu chi tiết và mất chi tiết âm thanh luôn. Thì tại sao lại như vậy? Thì chính là do cái cách căn chỉnh equalizer mà cắt kiểu hình chữ V, đẩy bass, đẩy chép lên và giảm mid xuống. Thì cái việc mà giảm mid xuống như thế thì vô tình là anh em sẽ cắt đi rất nhiều các cái giải tần, và cái tiếng nhạc cụ, tiếng lời ca sĩ, tiếng vocal, tiếng nhạc cụ này kia các thứ ở trong cái đoạn giải tần 1K, 2K. Như vậy thì nó sẽ làm mất chi tiết âm thanh đi và mất cái độ hay của âm thanh đi. Chúng ta nghe nó không còn những cái tiếng nhạc cụ, những tiếng công cụ nữa, mà chỉ còn nghe thì cái tiếng bass và tiếng chép nó bùm bùm và nó xoẹt vậy thôi. Thì đây chính là cái cách căn chỉnh âm thanh của rất nhiều anh em chơi âm thanh truyền thống. Và đến thời điểm này 2024 thì sẽ không còn ai chỉnh âm thanh chuyên nghiệp theo cái kiểu như vậy nữa cả. Thì chia sẻ thông qua clip này, chia sẻ cho anh em và các bạn, kể cả những người anh em kinh doanh buôn bán và cả những người chơi âm thanh, thì chúng ta sẽ lưu ý là không cắt âm thanh, cắt equalizer theo kiểu như vậy nữa nhá. Những gì nên đừng ở trên tôi.